Hello, chào các bạn. Trong cái mùa dịch này á các bạn, dịch bệnh thì nghe ngày nào cũng tăng lên, nhưng cũng khá là nguy hiểm nha. Mọi người ra ngoài đường thì hãy cẩn thận nha các bạn, nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha. Và trong cái mùa dịch này á thì tóc tai của mình nó dài cho nên bây giờ không hớt được luôn, chắc phải lấy cái tô cái thau gì úp lên đầu rồi hớt ngang qua thôi, chưa biết làm sao ha. Và trong mùa dịch này á, mình cũng không có thể đi quay được cái săn bắt cái này cái kia nữa, nó bắt buộc chúng ta phải ở nhà thôi. Và bây giờ hôm nay mình có mấy con này nè các bạn. Các bạn biết con gì không? Đây là con sò dẻo nha. Để mà mình cho các bạn xem rõ hơn tí nha. Đây, đây là con sò dẻo nha. Đó, các bạn thấy không, nó bị như thế này là nó phẳng, nó không phẳng rồi mà nó tới đây nó gì nè, nó dẹo quanh bên gì nha các bạn. Cho nên có tên là gọi là sò dẹo, mà tên đúng nhất của nó là sò quéo nha các bạn. Quéo gì ạ, nhớ là vậy. Ở đây thì mình kêu là sò dẹo hoặc là sò quẹo gì đó. Đó, mà tóm lại là mình kêu sò quẹo đi, sò dẻo. Và mấy con này mình sẽ đem đi nướng mỡ hành nha các bạn. Nhà mình không có chơi than chơi củi không à, tại vì Bạc Liêu quá các bạn, cây cối củi bọng là bao la luôn nha, cho nên cứ xài củi than chi túng vậy, đúng không các bạn? Củi bao la nghìn trùng. Ăn món nướng á các bạn, có mỡ hành gửi lên những món nướng đó ăn á thì cực kỳ ngon nha các bạn. Đó, bây giờ tiến hành bỏ lên nướng nha các bạn, nóng quá. Con sò thịt rất là nhiều nha các bạn, mình hồi nãy đã tách mấy cái vỏ ra hết nè, đặng mình gưới mỡ hành vô cho nó dễ nha. Chén mỡ hành đây, coi nó quấn cục lại hết rồi. Ăn chưa, quá trời đã luôn nha các bạn. Nhà cha mình sẽ thưởng thức đầu tiên nha. Nóng quá hả? Nóng cũng có cách ăn miếng này nó hết nóng. Quá ngon à. Mỡ hành ngon quá. Chiều nay nắng hơi chói này, các bạn ơi. Đấy. Kệ đi, lỡ rồi. Ăn ngoài nắng chống con gì quýt. Ăn ngoài nắng chống virus corona các bạn ơi. Chà, mặt trời chói dữ ta. Chói mà giờ kệ mà ăn con này nó ngon không? Quá.
ăn có hương vị nóng luôn nè. Nóng khuyên nguyên ở mặt luôn hả mẹ. Ngon quá. Con này nó thích nhiều. Wow, con này quá, nó ăn con này con dữ nữa nè các bạn. Con này thịt đầy đặn luôn nha. Khô quá hết ngon. Cái dừa dán ngon nè. Ôi, nhiều nước. Lụm lên lụm luôn. Ngon thiệt. Bóc ăn cho nó ngon với cũng thích không. Đeo hào luôn, bên đây có một con nữa thấy không? Ngon hả? Dạ. Con này con gì á? Con gì ngon vậy? Hào đóng vô. Đó, còn có bao nhiêu đây nè các bạn ơi. Ngon quá. Nè. Vi khuất cô vô nã không đó, ăn bốc vừa quá. Lỡ con vi khuất vô người rồi sao? Không có sao đâu. Người nhà mình không mình ăn cũng không thôi. Ôi trời ơi. Cái này hơi khét rồi các bạn ơi. Khét mà ăn nó giòn, có hồi vị giòn. Ngon dữ thật. Bốc luôn, bốc ngon luôn. Ăn bốc mới biết cảm thấy mình thưởng thức mới biết ngon chứ. Đây. Bỏ con này cho anh đây. Đây. Trong lúc giờ. Ăn thịt nữa con ở bên đây. Ta đang ăn bên đây đúc đúc cái gì? Nè, quất vô một cục mà cái nè, cục mỡ hành. Ngon quá. Gán, ghét luôn. Công nhận nướng vậy mới có hương vị nè, các bạn ơi, ăn mới biết ngon. Tay chân mình coi nè, bóc luôn. Chay vô mình luôn. Ăn dơ luôn. Bây giờ tới mình ăn thôi nha các bạn. Đã nóng quá các bạn ơi. Giờ phải để lên cái biện pháp chống cha mình nha. À, ngon chưa? Chưa có thấy ngon vì chưa có được ăn, lấy gì mà ngon. Nào, thịt quá trời thịt luôn nha các bạn, sò dẻo này thịt nhiều lắm nha. Đó, cái này mà luộc mà nó mới hả họng ra chắc nó thịt nhiều lắm nha. Mời mọi người nha, ăn với mình nha các bạn. Ồ, con sò này nó béo hơn con sò huyết của mình ha. Nó béo hơn. Béo hơn sò huyết. Nhưng mà chắc cái độ dinh dưỡng với cái này kia rồi chắc nó không bằng sò huyết đâu. Sò huyết giá trị cao lắm. Thiệt đi đừng nói thử. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây cô bác ơi. Cảm giác sao rồi? Nó béo hơn con sò huyết của mình nhiều ha. Thịt nó nhiều, nó bự. Ừ.
con nữa thôi. Ăn con bự đi. Sợ sợ con bự à? Con nhỏ thì rồi ăn con bự. Lá với liền ngon không? Cho tiền đi mua ăn nữa đi. Giờ thưởng thức con bự đó bạn ơi, cháu mang đó à. Gì thiếu thiếu đi cái gì thiếu thiếu bia, thiếu rượu thiếu bia, cha mình thiếu rượu thiếu bia ăn nó không tiêu. Nóng quá các bạn ơi, ăn đồ nóng mới là đồ ngon nha các bạn. Au au nóng quá. Nóng quá ông nội ơi. Con này nóng quá. Chứ mới vỏ khác bự bự hơn mới được. Tại con này con đại. Con này nó hơi khô rồi. Nóng quá các bạn ơi. Muốn giờ hàng. Không sao, không sao, không sao. Au. Nóng quá. Mày mọi người ăn với mình con sò dẹo nha các bạn. Nhớ là ăn thôi, đừng có dẹo giống nó nha. Con dài nó nóng lắm. Cắt nhiều nè. Dài quá, nhà rứt luôn rồi. Chắc nuốt trọng luôn quá các bạn. Nuốt trọng coi chừng mắc cổ. Ghé này nhà hơi lâu chút xíu. Anh sò dai ghê luôn á trời. Dai nhưng mà ngon. Ngon thiệt nha các bạn. Mình cũng nói với các bạn luôn á, kênh của mình là cái gì ngon là mình nói ngon, cái nào dở là mình nói dở. Chứ không có nói dốc, nó láo giống người ta. Ừ cái này có ngon, cái đó không ngon gì không có đâu. Mình là người ngay thẳng, có sao nói vậy à. Còn mà cái vụ vừa sửa á các bạn. Các bạn chưa xem hết video của mình á thì lại nhảy vào chửi bới cái này tất cả mọi thứ. Các bạn hãy xem hết video của mình đi. Khúc cuối của video của vừa sửa mình có lật tẩy ra luôn á là cách thức của người ta làm nha các bạn. Chứ chưa gì hết trơn, các bạn vô coi. Ừ khúc đầu mình nói là khẳng định có vừa sửa này kia, các bạn chửi mình nè. Nên xem hết video của người ta đi rồi hả phán xét nha các bạn. Cái này ngon quá. Hết luôn mà. Thịt rất là nhiều luôn nha các bạn. Hình thức của nó giống như cái con sò huyết của mình nha, chẳng có khác gì hết nha các bạn. Nó vẫn có cái lưỡi nè. Đó. Phần này nè đen đen nè, cũng giống như sò huyết nhưng mà thịt nó nhiều nha. Nhưng mà nó không có màu đỏ giống như sò huyết nha các bạn. Rồi dai lắm. Nè chắc vài bữa phải đi mài găng lại quá các bạn. Cho bén nhà cho đứt. Găng lục quá. Còn 4 con các bạn ơi.
Gia đình mình có 4 người, một người một con. Ăn đi. Này, ăn chưa? Ngon quá đây các bạn ơi. Nếu ai thì giờ chơi ăn đút đi. Ai mình đỡ rồi. Các bạn cây vú. Cây vú con này. Con gì? Trời ơi, rớt luôn mẹ nó rồi. Con này con gì mẹ? Vú con gì? Cái vú con dập. À, sai rồi, không phải con dập. Con dẹo. Sò dẹo, nhớ nghe nhà mình ăn rồi đừng có dẹo giống như con sò. Đây, tại nãy mình nói vậy cho cái vú này, cái vú con sò dẹo đây mà mình ăn đã ngon quá. Quá ngon rồi các bạn. Đưa lại miếng thôi. Ăn đâu mà ăn rất ngon. Nè. Đúng rồi. Đây 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 đây, biết đây. Có gì đâu. Trời ơi, cái này nó cái vú nó dẻo nè, ngon không? Thôi. Ăn đi. Ăn cái này liếm nó ngon rồi các bạn. À, hết nó ăn nhiều chưa dám nhiều quá. Cha mình không chịu ăn luôn à, cho luôn à. Cho à ăn luôn. Nó giờ ăn cả chục con rồi. Ồ, người ta có mười mấy con, cha uống hết chục con rồi, vậy mình ăn được có nhiêu con đâu ta. Các bạn ăn rồi còn ăn phải tính toán chứ. Ngon lắm nên tôi tiếc tôi liếm. Trời ơi, tiếc. Đã tin tiếc thiệt, không có kìa. Ngon thiệt. Khi nào đứt lưỡi luôn không? Không, dễ gì, mình phải có kinh nghiệm rồi. Còn miếng này ngon quá các bạn ơi. Và thôi video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. À mà quên, các bạn nhớ mua sò dẹo này ăn á. Các bạn nướng hoặc là luộc đều ăn được nha. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều là ăn rồi đừng có dẹo giống như con sò nha các bạn. Và thôi, các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Và thôi, bye bye mọi người.